và bánh mì gây ngộ độc cho 149 khách hàng có thể bị xử phạt như thế nào? Chân dung tân thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan. Con số ấn tượng 63.458. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiêu điểm tuần của báo Tiền Phong. Mở đầu bản tin sẽ là phần tin vắn trong tuần đáng chú ý. Liên quan đến vụ ông Vương Tấn Việt, tức Thích Trần Quang, chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, Trường Đại học Hà Nội cho biết hiện trường không có lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông này. Đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội thông tin về nguyên tắc khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý thì trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các văn bằng nếu được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa công bố nguyên nhân khiến 149 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Theo kết quả lấy mẫu bệnh phẩm, 29 trên 51 bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Các kết quả lấy mẫu thực phẩm cho thấy 1 trên 5 mẫu pate gan nhiễm vi khuẩn Salmonella. Sở Y tế kiến nghị UBND thành phố phạt tiệm Hồng Ngọc 12 về hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng, áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 3 đến 5 tháng, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho người bị ngộ độc. Tuần qua, Công an tỉnh Lai Châu xác nhận đã khởi tố bắt tạm giam ông Tạ Quốc Dân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thành với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trước đó, ngày 9 tháng 8, ông Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144kg thuốc nổ cùng nhiều kíp vi sai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 công trình thủy điện Nậm Cấu, dẫn tới sự cố tai nạn mìn nổ khiến 3 người thương vong. Nạn nhân tử vong là ông CZ, 55 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, ông Tạ Quốc Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo cho công nhân tử nạn. Dặn các công nhân khi công an hỏi sẽ khai nạn nhân bị sét đánh chết. Đồng thời, ông Dân cũng chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong quá trình điều tra. Tại cuộc họp báo Kinh tế Xã hội chiều ngày 15 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Hòa, trưởng phòng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, để xử lý một trường hợp tố cáo trên môi trường mạng xã hội là không hề dễ dàng. Đề cập đến trường hợp tố cáo của người mẫu Thanh Hằng, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo và mời người này lên làm việc. Hiện tại, Sở đã hướng dẫn các bên thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Trước đó, người mẫu Thanh Hằng có đơn tố cáo người mẫu Hoàng Thùy gửi Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an quận Bình Thạnh. Hạ viện Thái Lan vừa bỏ phiếu thông qua việc bầu chọn bà Pea Thongthan Sinawacha làm thủ tướng, thay thế người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm hôm 14 tháng 8. Nhận được 51% số phiếu bầu, bà Pea Thongthan trở thành người đứng đầu chính phủ Thái Lan khi mới 37 tuổi. Tân Thủ tướng Thái Lan sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986. Bà là con út trong số 3 người con của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Chồng của bà là ông Pidokpor Soksawat, phi công của một hãng hàng không thương mại. Họ có 2 con, một gái và một trai. Con trai út của bà vừa chào đời trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Như vậy, gia tộc lừng danh Shinawatra đã có 3 người làm thủ tướng Thái Lan, gồm ông Thaksin Shinawatra, bà Jinglak Shinawatra, em gái ông Thaksin, và bà Pea Thongthan Shinawatra. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, ngay ở thời điểm này, nhiều cái tên được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập đã lộ diện. Nếu không có bất ngờ nào phút chót, nhiều cầu thủ từng thi đấu rất thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo được thuyền trưởng tuyển Việt Nam trao cơ hội trở lại. Đáng chú ý ở hàng hậu vệ, những cái tên như Quế Ngọc Hải, Thành Trung và Đình Trọng đều sẵn sàng hội quân. Trên hàng tiền vệ và tiền đạo, nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam cũng được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập. Có thể kể tới Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải. Ở vị trí thủ môn, hai người gác đền Việt Kiều, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip
cạnh tranh suất bắt chính. Theo dự kiến, tuyển Việt Nam có gần một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Nga vào lúc 19h30 phút ngày 5 tháng 9, sau đó tiếp đón Thái Lan vào lúc 19h30 phút ngày 10 tháng 9. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện tuần của bản tin ngày hôm nay. Cây xanh mang lại bóng mát và cảnh quan đẹp cho đô thị, song nguy cơ gãy đổ, bật gốc của những cây lâu năm cũng rất cao. Sau vụ việc nhánh cây gãy đổ khiến 5 người thương vong, thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch rà soát và đánh giá lại những cây cổ thụ tại các công viên, địa điểm công cộng. Theo tiến sĩ La Vĩnh Hải, trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn còn thiếu những thiết bị hiện đại để siêu âm cây, có những cảm biến đo độ rung của cây khi có gió bão, độ rung lắc, độ nghiêng của cây, những thiết bị cần phải có để kiểm tra cây xanh bị mục ruỗng ở bên trong, ngoài những phát hiện bằng mắt. Theo một số chuyên gia, các dải cây xanh trên hè phố, công viên cần được trồng theo các khoảng đất để mở tự nhiên với bề rộng tối thiểu là 2 mét, cho phép hạn chế tác động vật lý trực tiếp hoặc gián tiếp đến cây xanh khi thi công cải tạo tuyến phố. Độ sâu các hố trồng đủ lớn, tối thiểu sâu 2 mét, để phù hợp với nhu cầu sinh trưởng và phát triển của từng loại cây, giúp cây sinh trưởng tốt để hạn chế tình trạng chết cành, thối cành, hạn chế tình trạng nghiêng gãy, đổ cây gây tai nạn cho người dân. Trường hợp bắt buộc cắt rễ, di rời, thay thế cây khi thi công phải có ý kiến từ hội đồng chuyên gia của cơ quan quản lý chuyên trách. Sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục Con số ấn tượng của tuần này. Con số ấn tượng của tuần này là 63.458. Đây là số học viên trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn liên quan đến vụ án hình sự, giả mạo trong công tác đưa hối lộ và nhận hối lộ. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023, trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trung tâm này dạy lý thuyết thực hành không đúng quy định. Ngoài ra, trung tâm còn giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe, hợp thức hóa hồ sơ ngày học được trung tâm đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho hơn 39.000 học viên trái quy định. Và phần cuối của bản tin là một hình ảnh ấn tượng. Và những hình ảnh này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cúng rằm tháng 7. Nhìn trên phố Hàng Mã, thủ phủ vàng mã tại Hà Nội vẫn lác đác người mua, mặc cho nhà lầu ô tô hàng hiệu được bày la liệt. Tuy cửa hàng sụt giảm, tiểu thương nhập hàng ít đi, nhưng các sản phẩm đều được làm mới, vô cùng đa dạng, từ những món đồ thường mua như quần áo, ngựa, mũ, nón, tiền vàng đến các mặt hàng xịn như nhà lầu, laptop, điện thoại hay ô tô. Những ngày này, nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để đốt cho người đã mất, bày tỏ lòng thành. Đây cũng là thời điểm thị trường vàng mã nhộn nhịp nhất trong năm. Vài năm trở lại đây, việc đốt vàng mã được kêu gọi hạn chế, nên thị trường buôn bán đồ gọi âm vì thế cũng có phần ảm đạm đi.